có rất là nhiều, tại vì theo bảng điểm của nữ thì là Hương đang là thấp điểm nhất. Nhưng mà thực sự thì không ai nói trước được điều gì, tại vì kịch bản của Hương thì cũng khá là đơn giản và vừa tầm, và Hương nghĩ là Hương có thể là làm tốt được cái kịch bản lần này và giành được số điểm tuyệt đối. Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm đi vào diện đó sẽ thật là tỏa sáng nhé. Sáng sáng 1, 2, 3 yeah. Quán xa gì chưa trời, chưa trời không ai lên. Thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình cho đến phong cách thể hiện, thí sinh Lại Thanh Hương đang nỗ lực hết sức để giành được những ngôi sao hy vọng của 4 vị giám khảo chương trình. Trời đất ơi, mẹ thắm. Ai gì đâu trời, mày ăn mặc gì kỳ quá vậy hả? Nhà cũng không lo. 70 ngàn á. Rồi để anh chị. Vậy ta nói chuyện với những người cùng chiều cao khó nói chuyện. Đây lên này. Phương châm quán mình là gì? Vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ kinh doanh, người ta là người ta đi vào nhà hàng, người ta thích ngắm cái đẹp. Thế mình phải đầu tư hình ảnh, mình đưa đẹp đi. Thấy không? Phải đẹp. Đẹp. Mình đầu tư. Còn những cái vấn đề khác đi, không quan trọng. Không. Đó, cái việc nhà hàng là lo tiếp khách, là bây giờ con ra đứng cửa là đảm bảo có khách liền. Ông chủ về đi. Chào cô. Dạ, xin lỗi cô. Ở đây có phải là địa chỉ ngoài đường hả? Ôi, sáng ra đi vào đây quán người ta chưa mở hàng ngoài đường. Ở đường đi ra ngoài kiếm xe ôm mà họ tự dưng vô đây hỏi người ta có cái nhà hàng, người ta phải đi ra ngoài đường cái gì? Không có. Còn cái gì? Đi ra ngoài. Tôi hỏi nhà hàng đang ăn uống mà. Dạ anh ạ. Dạ. Dạ, tôi uống trước đi cô ơi. Cô cho tôi sinh tố bơ đi cô. Không có. Sinh tố dừa. Không có. Ở đây có gì? Bơ, dừa, dâu, gì cũng có. Ủa mấy cái đó có, sao cô không làm sinh tố? Không thích. Được không? Thôi vậy cho tôi ly trà đá trước đi. Trà đá phải không? Dạ. Để chút nha. Dạ. À mà uống trà đá ít hay là đá nhiều? À thì đá, dạ. Đá lớn hay đá nhỏ? Đá à, hay là trời nóng như này nè, uống đá nhỏ đi. Rồi xong mình nhai nhai nó vui lắm. À, dạ thôi uống đá nhỏ nha. Dạ đá nhỏ. Mà thôi uống đá nhỏ chứ hơn răng mất. Uống đá lớn đi. À, dạ đá lớn. Thôi uống đá, mất công đau cổ họng. Thì thôi uống trà không đi. Trà không, dạ thôi trà không. Chút nha. Dạ trà không. Không được uống nước trà vàng răng, thôi uống nước lọc nha. À, dạ nước lọc luôn hả? Ừ. Dạ, dạ thôi cho gì uống nấy. Anh dễ tính quá. Dạ, cảm ơn. Chút nha, tôi đi lấy nước cho anh nha. Dạ, dạ, dạ. Ôi, có khách. Alo, chị đặt cơm gà. Dạ vâng, đúng hàng em bán cơm gà. Nhưng mà đóng cửa rồi chị ạ. Vâng. Thôi kệ, ăn cái nhà hàng này coi gì cũng yên tâm. Bữa hổm ăn cái nhà hàng bên kia kế chạy hòm ghê quá. Anh. Dạ cảm ơn. Mời anh. Dạ. Trời ơi, anh thấy tiệm em tận tình không? Đói bụng quá. À, cô cho tôi cái đùi gà chiên với cơm trắng được không cô? Đùi gà hả? Dạ. Được. Tôi đang nói chuyện mà tôi lương uống nước kỳ cục chứ không có tôn trọng khác gì hết. À, dạ. Nói đi. Tôi nói nghe được nhà hàng tôi á là gà hả, là gà gà tây đó, biết sao gọi là gà tây không, nhập từ biên giới. Nó mới nhập tuần trước. Hôm sáng nay nè, tôi nhập cái đùi gà lên cái nó nhớ. Không sao, chủ tôi á xài xà bông bột sạch rồi không lo. Trước khi chiên á là chủ tôi ướp xào với tỏi rồi khỏi lo. À, thôi thôi, tôi không ăn gà đâu, cô có đổi món khác được không cô? Mực nha. Mực cái mực. Mực. Dạ. Mực thì lẹ. Dạ, dạ. Có liền. Dạ mực nha, xin làm lẹ lắm. Tới nướng gì cũng được. Ok. Dạ, mực dạ. Ở đây làm lẹ lắm, nấm cốc có liền à. Dạ dạ. Không muốn lâu cũng không được, mực cao su mà làm sao nó lâu. À, cô nói gì? Mực cao su. Cô ơi, nói nghe nè. Cô cho tôi dĩa rau luộc với cơm trắng được rồi. Sao tự dưng đòi ăn rau luộc vậy? Đang đòi mực mà. Thôi tôi không bao giờ sợ ăn hải sản quá. Anh chọn rau là đến nhà hàng tôi chọn rau là đúng rồi. Dạ đúng. Anh là biết nguồn gốc. Nói dạ. Nghe là rau những chỗ khác không có đảm bảo đâu. Dạ. Nhà hàng tôi là trồng rau tại nhà hàng luôn. Dạ đúng rồi. Đợi chút tôi đi hái rau luộc cho anh không? Dạ. Chồng hôm qua tôi mà. Cô nói gì? Rau mới trồng hôm qua. Rau mới trồng hôm qua mà bữa nay ăn được rồi hả? Sao không được? Chứ sao không được? Tôi nói được là được à? Phun thuốc một cái là một đêm lớn liền. Đợi chút.
Có gì đâu. Thôi tôi gắp đi quá, cho tôi gói mì đi. Mì hả? Mì, cho tôi một tô mì được rồi. Không rau thịt hả? Dạ không rau thịt trứng gì hết. Cho tôi gói mì đi. Vậy thì chừng chút đi. Ủa tôi chưa ăn mà. Nhưng mà nhà hàng tôi thích vậy. Thích vậy hả? Ờ à, bao nhiêu? 50 ngàn. Trời ơi, cái gì mì mà 50 ngàn? Những chỗ khác người ta bán 75 ngàn, tôi bán có 50 ngàn, vậy là quá rẻ. Đâu có trả tiền không? Trời ơi, mì gì mà mắc quá vậy cô ơi. Trả tiền không? Không trả tiền gì anh? Cái gì đồ quá vậy hả? Ê Tư Tư. Mày là Hà Tiên? Dạ, Tư Tư mới lên rồi, Tư Tư. Mày qua đây tao biểu, mày qua đây tao biểu hả? Dạ. Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Tao mày nhắn tao lên đây kiếm mày, mà tên mày chỉ tao tới cái nhà hàng này. Nhà hàng mày làm ăn cái gì mà hả? Gà thì nhớp, mà mực thì mực cao su, rau trồng thì một đêm tới sáng lớn hả? Mày làm ăn như vậy thất đức lắm nha mày. Đứa nào dám vu khống như con? Hả? Nhân viên của mày chứ ai? Nhân viên còn ai? Đó. Con đen. Mày hả Thấm? Hả? Mày làm gì được? Phá đồ nhà người ta hả? Tại vì tao phải trả thù. Tại vì cái ngày hôm trước, cách đây một năm, mày đã giết chết con chó nhà tao vì lý do nó đại chết người nhà mày. Mày kệ mày chứ, hả?